What's up? Và chào các bạn đã quay trở lại với kênh của mình là Tico đây. Và ngày hôm nay cùng nhau chơi Escape to Dooland, thoát khỏi vùng đất cực bựa. Các bạn có thể vẽ nhân vật kìa, chỉ chế độ khó và chế độ khó hơn thôi. Mày đùa thôi hả? Tao, người đàn ông đích thực sẽ chấp nhận thử thách này. Game này khá đơn giản ha. Mày nhìn đồ họ giống kiểu như Peppa Pig á các bạn. Con heo á. Bạn coi đó kìa. Oh my god. Hãy lượm những cái quay diêm này để thắp sáng cho những cái cú xì hơi của bạn. Cái gì cơ? Hồi xưa mình có coi mấy video mà có mấy ông trên YouTube á, ông để cái diêm ở trước cái mông của ông rồi ông kiểu xong rồi cái ra lửa luôn các bạn. Mình tưởng mấy ông là con của chúa luôn cơ. What the fuck is that? Bấm nút E để choáng kẻ thù. Cái gì vậy? Cái game này là kiểu như là mọi thứ này đúng được là xì hơi luôn các bạn. Cái gì vậy? Rồi có đậu thần nữa kìa. Cái gì? cái game thì chứ. Ok, giờ là chúng ta nghiêm túc này các bạn. Nhảy. Chia. 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 Thì game này khá là dễ ha. Đa số là nhảy qua lửa thôi chứ không có gì mà cái như là khó quá. À. Choáng nó. Yes. cái khỉ như thế này trời. Không biết cái thằng tác giả nó ăn cái gì mà nó nghĩ ra cái thứ này nữa. Oh shit. Mà hết đậu các bạn ơi, mình không xì hơi được. Oh no. Này cái quái vật này đâu ra vậy ta? Mình không nghĩ là nó không có câu chuyện gì đó, chỉ mới vô các bạn đơn giản là chạy thôi. Nó không có cái ngày xưa có một loài giống loài Titan khổng lồ gì đó. Run. Yes. Cố lên. Hurry. Checkpoint. Yes. Mình làm được mình sẽ là được. Choáng này nè. Sao mình choáng nó không được ta? Cái gì vậy? Không hiểu nữa. Cái là mình xì hơi để mình choáng nó rồi đúng không? Xong mình xì hơi cái nữa để mình bay ra xa. Cái mình đụng vô cái tia sấm sét. Cái mình giăng lại miệng nó rồi mình làm một lần nữa. Cái mình lại đụng vô cái sấm sét một lần nữa rồi mình lại chui vô miệng nó. Không sao, mình sẽ làm được. Mình đã có cái checkpoint này rồi. Mình chết mình sẽ quay lại đó. Ok, mình còn một mạng cuối cùng. Khốn nạn. Mình cứ này là nó trơn trơn giống như Flappy Bird đó các bạn. Nó sẽ dễ. Ok, coi như mình chưa nói gì đi. Mình tưởng đây game trơn trơn đúng không? Game là tấu hài thôi, chứ nó không có khó. Nhân vật thì phải như Peppa Pig á. Còn cái đồ họa thì nhìn nó như là cái đồ họa của đứa trẻ mẫu giáo á các bạn. Mình vẽ cũng được nữa. Rồi cả cái hình nền các bạn, nó không thèm tô màu luôn. Nó để trắng bóc vậy luôn kìa. Cái này giống kiểu như Temple Run mà bản 2D á. Cái lại nghe nói là nếu như mình có đổi hạt đậu á, mình sẽ có thể mua skill cho nó. Nâng cấp skill nè. Thoát được rồi. Cố lên. Thằng kia có cái chân hình hạt đậu kìa. Nói chung là thế giới này rất là hỗn loạn luôn. Nó giống kiểu mấy giấc mơ của mình đó các bạn. Mình mơ mấy thứ kỳ lạ lắm. Giống như là cái trò này chẳng hạn. Cố lên. Mình sẽ không mất một mạng nào. Ok, I'm not gonna die soon. Cái đám mây này khó chịu quá à. Yeah, được rồi. Cái gì ra sấm sét mập ngược. Sấm sét nó mọc ngược các bạn. Nó vô lý quá à. Sấm sét là cái tia sáng mà nó phải thứ gì đó mà các bạn hay chọn nó chọc vô gì đâu. Ok. Checkpoint tiếp. Let's go. Thôi là mà mình vẫn còn mấy cái quay diêm các bạn, mình có thể xì hơi cái thứ đồ. Trong thì mình chết rồi. Ê! Ê! No!
ha. Da 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 da. Wait. Yo, I am the boss bitch. I'm the boss bitch. mình có hai hạt đậu vàng. Mà đậu vàng nó làm cái gì ta? Kiểu như là nếu như mình có tất cả hạt đậu, mình sẽ có thể khám phá ra cút xì hơi tối thượng hay gì đó ha. Đừng quên xì hơi nhá. Ok, một lời khuyên rất là hữu dụng. Con mèo. Sao con mèo mắc hay vậy? Tầng 30 vàng luôn. Ồ, mình đã mua cái này rồi. No. Bay nhanh hơn sau khi xì hơi. Thêm một mạng nữa. Có thể hồi mạng nữa nè. Ủa sao không được ta? Mà làm gì mà... Cái gì đây? Giờ có cho tôi mua không? Không cho, nó không cho mình mua cái. Thôi mệt quá, không cho tôi mua thôi. Tôi vô khác. Làm như có mình bà là mở cửa hàng hay gì á. Let's go. Cái nhạc này vui vậy. Ê, có con bắt giờ cái đó dưới cái hang thỏ kìa. Nè. Mấy con miệng to này khốn nạn quá. Mình định choáng nó mà mình choáng không có được. Mình quá trễ rồi các bạn. Sao mình ngu vậy chứ? Nó kêu mau đúng không ta? Mình nghe vậy đó. Cái con chim này tha mồi. Cái nó xàm xí quá. Hình như thằng quái vật này nó có tóc mới đúng không các bạn? Mình thấy trên đầu nó xanh xanh gì kìa. Nhìn khá là trẻ trâu. Ờ sao đó. Nó giỡn thôi mà. Làm căng thẳng như vậy. Checkpoint. Thiệt chứ, nó để cái lỗ thỏ ngay trước mặt cái checkpoint luôn mà đâu có thấy đâu. 30 chưa phải là Tết các bạn ạ. Đừng bao giờ khinh thường cuộc sống này. Ai không lên tên nữa đâu. Ha, mày lên tên một lần thôi. Không có lần hai đâu nhóc. Ê, nó chạy kìa. Ok. Ở dưới có hai hạt đậu các bạn, nhưng mà nó ăn không có được. Tại mình sẽ chết, đúng không? Ơ, được luôn hả, mất dậy à. À. Còn mình còn hai quay gym nữa thôi. Mình phải để dành các bạn. Tại vì mỗi lần mình mua là mình tốn một hàng đầu á. Checkpoint. Oh my god. Thành tựu mới, bạn đã chết. Cái thành tựu cái gì à? Quay gym cuối cùng. Yes. Checkpoint. Cố lên, xuống tới checkpoint thứ 2 rồi. Thiệt chứ, mình sẽ sử dụng một cái gym đúng không? Là mình sẽ thoát khỏi nó, nhưng mà mình kiểu như thôi. Mình sẽ làm được, mình không cần một quay gym đâu. Sau rồi cuối cùng mình thấy nguy hiểm quá, mình vẫn dùng quay gym và mình vẫn chết. Và mình mất một quay gym. Không, anh em tin mình, bạn bè tin mình. Giáo viên chủ nhiệm tin mình. Và không, giáo viên chủ nhiệm không tin mình đâu. Cô dặn mình phải làm toán nhiều lắm, nhưng mà mình chưa làm cái khỉ gì cả. Cái cây nó không ngã ta. Ôi, có thêm con boss khổng lồ kìa các bạn. Ô, cảm ơn nha. Arigato, gozaimasu. Tomo. Rồi, trò này mình chẳng có hạt đậu nào cả. Khá là buồn ha, chỉ có một hạt thôi. Gần tới được hai hạt. Mình thiếu một hạt nữa là mình có thể mua được có nhân vật mới rồi. Nhân vật mới. Thích ghê ta. Albert nè, nhưng mà không có tiền mua luôn. Mà muốn tăng sức mạnh cơ mà không cho mình mua. Mình mua mẹ rồi. Ủa cái gì vậy? Tôi đâu có muốn mua đâu, tôi bấm coi thử mà. Cô bé bán gym dạo này dạy thì xấu quá các bạn. Ok. Mình thấy con boss có sừng này nè, nhìn nó đẹp á. Kiểu như Kraken mà có lông á. Kraken trên bờ hả? Lạ quá à. Hình như càng ngày nó càng khó đúng không ta?
Đúng thiệt là vậy. Ủa mà mình nâng cấp skill làm gì? Mình đâu có gym đâu mà dùng skill. À ngu ghê ta. À là mình phải dùng gym để mình thoát khỏi cái đám cây cỏ này hả? Chứ mình đâu còn cách nào khác đâu đúng không? Here we go. Yay. Cố lên, cố lên, cố lên, cố lên, cố lên, cố lên. Come on. Không dùng được. Đó, giờ mới dùng được nè. Nếu như mình dùng hồi nãy là mình sẽ mất cái cơ hội dùng ở cái đoạn dài kia không? Mình sẽ chết chắc luôn á, mình không thoát được. À, mình dùng cái gym rồi mà, con thấy không? Mình dùng rồi, vẫn chạy không được. Ok. I'm so stupid. Ôi, khoan được. Mình không ăn được. No. Thôi chết đâu đi. Sống gì nữa? Sống làm cái gì nữa? Lần này mình chết nữa mình sủa ba cái các bạn nghe luôn. Các bạn nhìn mặt nó phê các bạn. Thì kiểu như tận hưởng á. À. Cái con cá chê khốn nạn này, không có cách nào thoát khỏi nó ta. Mình nhớ là mình à mình có nhiều quay gym lắm mà mình không có dùng. Hồi nãy giờ mình có 3 quay gym lận. Ok. Đó, phê chưa em? Phê mà xanh mặt luôn kìa. Ảo quá. Checkpoint đâu rồi? Có checkpoint chưa? Con boss tới rồi kìa. Oh my god. Cái như một lần mình chơi hai con boss vậy đó. Nó khó luôn á. Oh no no, oh no. Ngửi đi mày. Ủa sao dùng không được? Yeah, chết boy. Một nửa đường rồi mọi người. Một nửa đường rồi. Cố lên, chúng ta có 3 hạt đậu vàng. Mấy cái súng tù này khốn nạn quá. Mình sẽ biết súng tù ở trên Hentai Heaven thôi. Đó, mình có hàng trăm kinh nghiệm trong việc xử lý súng tù mà. Yes, finally. Ủa là sao, là mình phải đi xuống dưới hả? Ủa là sao ta? Mình sắp chết mở rồi. Mày lừa tao, là sao? Là mày phải chơi từ đầu á? Ok, đó chính là Escape to Dooland. Vậy như các bạn thấy video này, like cho mình một like, một share, một subscribe. Và chúng ta sẽ cùng nhau khám phá những cái vùng đất ở phía sau này nữa. Đây nhà máy nè, rồi ống nước nè, rồi nói chung là khá nhiều map mình chưa có chơi ha. Và hẹn các bạn ở tựa game này tập thứ 2. Và bây giờ thì bye bye.